Okay. Để mình gắn cái này vô nha. Mình siết vô. Siết vô này. Này ăn chuột ăn chơi mà phá ăn cắn tưởng nó hư rồi chứ mà thờ định mua cái máy mới rồi. Rồi mình thấy mình thử mình trai mình sửa đã. Đây lên chút xíu. Rồi, mình lóc vô luôn. Đó, rất là hay ha, cục dây này. Cái này rất là cứng nha. Mình sẽ xỏ nó đây. Xỏ đây mình trồng xuống này để mình phải cho cái này vô ra cho cái này vô trước ha. Muốn cái này là nó nãy mình đốt nóng rồi, giờ mình sẽ đốt nó đó, đốt cho nó mềm ra. Chọt vô mình nóng cho nó. Đeo bao tay đã. Sẽ đốt thêm ha.
lấy lên đây. Hơi cái cây này cho nóng đây. Thêm ta rộng ra chút nữa. Cây này rất là nóng nha. Mình cũng lần đầu tiên mình làm thôi, mình cũng tự rồi mà. Cầu nguyện Chúa cho mình cái ID thôi chứ mình cũng chế mà. Rồi, anh em thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Rất là cứng rồi đó. Mình về không có dám chặn nhiều. Chặn nhiều nó gãy à. Tại nó là bằng mũ mà. Mình mở ra chút xíu. Chút xíu mình đóng ra xuống. Rồi, anh em thấy chưa? Mình sẽ siết lại. Xuống chút xíu, ok. Chết rồi ha. Vừa thôi nha. Để nó không xúc thôi. Thật ra cái ống này nó nước nó chỉ đẩy lên thôi. Mà khi máy nó chạy nước thì nước mới chạy lên. Còn ống này nước xả ra. Rồi. Xong. Cái này xuống sẽ xúc. Này vậy. Nhưng mà có cái cọng dây kia thì buộc vào đây nó chờ nó. Đây. Mình có nè, cọng dây đen nè. Được cái đây ha. Đó. Thấy không? Thấy đẹp trai không? Quá đẹp trai đi. Kéo nó bắt tiêu rồi. Kéo thì mình chắc này ha.